Bé 2 tuổi không chịu ăn khiến nhiều mẹ phải lo lắng. Con không chịu ăn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển không chỉ hiện tại mà cả sau này của bé. Bé 2 tuổi không chịu ăn do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra có thể do chế độ dinh dưỡng mẹ chuẩn bị cho con chưa hợp lý, do bé bị bệnh nên lười ăn, do sinh lý bé mọc răng. Rất nhiều nguyên nhân khiến bé 2 tuổi không chịu ăn. Qua video này tôi sẽ chỉ ra những nguyên nhân chính khiến bé 2 tuổi không chịu ăn, giải pháp từ chuyên gia như thế nào nhé. Những nguyên nhân chính khiến bé 2 tuổi không chịu ăn. Trẻ biếng ăn là tình trạng bé lười ăn hoặc không chịu ăn gì, bé ngậm thức ăn, sợ hãi khi nhìn thấy thức ăn. Những dấu hiệu này cho thấy bé nhà bạn đang bị biếng ăn rồi mẹ nhé. Trẻ bị biếng ăn là do những nguyên nhân chính sau đây. Trẻ biếng ăn sinh lý, biếng ăn sinh lý là tình trạng hầu như bé nào cũng sẽ gặp phải. Đây là những phát triển sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên sẽ có những sự phát triển ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Bé bắt đầu tập bò, tập đi, bé mọc răng. Trẻ 2 tuổi biếng ăn bệnh lý. Đây là tình trạng biếng ăn gặp khi bé bị bệnh, biếng ăn bệnh lý sẽ hết sau khi bé khỏi bệnh, biếng ăn bệnh lý mẹ chỉ cần chăm sóc sức khỏe bé trong thời gian bé bị bệnh. Sau khi bé khỏi thì bé sẽ tự hết biếng ăn thôi nhé. Biếng ăn tâm lý tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ăn uống của con. Những bé tâm lý không ổn định, trẻ bị ảnh hưởng tâm lý khi đi học, chuyện gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý trẻ. Đây là những nguyên nhân chính khiến trẻ 2 tuổi biếng ăn. Khi trẻ biếng ăn điều đầu tiên mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân gây ra biếng ăn ở trẻ. Bé 2 tuổi không chịu ăn giải pháp từ chuyên gia dinh dưỡng. Bé 2 tuổi là giai đoạn con bắt đầu cai sữa mẹ. Lúc này dinh dưỡng của con lấy hoàn toàn từ bên ngoài. Bé 2 tuổi không chịu ăn thì sẽ không có đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể. Sau đây chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra một số giải pháp đơn giản cho tình trạng này ở bé 2 tuổi nhé. Mẹ thay đổi chế độ ăn cho con hợp lý hơn, chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc con có chịu ăn hay không. Ngoài ra chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bé trở nên khỏe mạnh và bé sẽ phát triển toàn diện hơn. Ngoài ra chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp con không gặp phải những tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe như biếng ăn. Chăm sóc con tốt hơn trong thời gian bé bị bệnh, việc này giúp giảm thiểu tình trạng biếng ăn bệnh lý xảy ra với con. Giúp bé mau chóng khỏi bệnh để có thể nhanh chóng trở lại như bình thường nhé. Bổ sung thêm men vi sinh cho con. Men vi sinh giúp cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Ngoài ra thì những sản phẩm có chứa lợi khuẩn sẽ giúp kích thích sự ngon miệng cho bé. Có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bé sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng biếng ăn đâu mẹ nhé. Bổ sung enzyme tiêu hóa cho con, enzyme tiêu hóa giúp thúc đẩy tiêu hóa thức ăn. Bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho trẻ. Đây là việc mẹ nên làm vì trẻ cần được bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất không chỉ giúp cho bé phát triển khỏe mạnh hơn mà còn thúc đẩy cho những chuyển hóa trong cơ thể tốt hơn. Bé 2 tuổi không chịu ăn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe bé? Đối với trẻ 2 tuổi, lúc này bé đã được các mẹ cho cai sữa hoàn toàn. Vì thế dinh dưỡng bé nhận được là từ những thực phẩm bổ sung từ bên ngoài. Những ảnh hưởng của việc không chịu ăn đến với sức khỏe của bé như sau. Bé có thể bị suy dinh dưỡng nếu như biếng ăn trong thời gian kéo dài. Ảnh hưởng đến sự phát triển của bé sau này. Vì trẻ biếng ăn lâu ngày có thể khiến bé bị ảnh hưởng hấp thu của cơ thể. Biếng ăn sẽ khiến cơ thể trẻ bị kém hấp thu hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Trẻ biếng ăn khả năng hấp thu canxi từ thực phẩm hạn chế. Những vitamin và khoáng chất giúp vận chuyển canxi vào xương cũng không có. Vì thế đối với những trẻ biếng ăn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của bé. Trẻ 2 tuổi không chịu ăn sẽ thiếu dưỡng chất để giúp trí não phát triển toàn diện. Thời gian này là thời gian bé phát triển chiều cao vượt trội. Nếu như bé biếng ăn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Bé 2 tuổi không chịu ăn bổ sung amano enzyme gold cho bé. Bổ sung enzyme tiêu hóa cho bé biếng ăn đang là xu hướng hiện nay. Vì enzyme tiêu hóa ngoài giúp phân hủy thức ăn nhanh hơn, giúp bé tăng cường vị giác bé sẽ cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Ngoài ra trong amano enzyme gold còn có chứa lợi khuẩn, giúp bé cân bằng được hệ vi sinh đường tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả thì con sẽ ăn ngon và hấp thu chất dinh dưỡng tốt. Cùng chúng tôi tìm hiểu thành phần cũng như lý do tại sao Amano Enzyme Gold lại thích hợp cho trẻ biếng ăn nhé. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch. DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia. Có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, tôi tin tưởng và đã sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và tôi cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Đó là những thông tin về vấn đề trẻ 2 tuổi biếng ăn từ đó tìm được giải pháp phù hợp cho bé nhà mình. Đồng thời, cha mẹ hãy chủ động bổ sung enzyme và lợi khuẩn để bé ăn ngon và hấp thu tốt hơn nhé. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo